Anh Zen là một người truyền cảm hứng rất tốt. Một người vô cùng bản lĩnh. Là một người mang rất nhiều năng lượng tích cực. Mỗi lần hát là mọi giác quan của Han đều dừng lại để nghe. Lối trao những chiếc hôn thật sâu, những lời nói anh tự hỏi, do you love me oh oh. Mặc kệ môi siết chặt tay, đêm nay chúng ta nằm say. Bỏ đi là để mình cuồng điên như trong nhịp đập follow me. Theo anh đi nhanh cho em biết thế nào là vất vả. Em chỉ lấy tay giật tay rồi đôi bàn lên trên mây. Sao em lại nát cục anh làm sao đang chịu nổi đây? Dùng hai tay thì như thế em chết ngay. Những người yêu đương ngọt ngào, bốc cháy yêu thương. Đây là một người bạn tuyệt vời cho sân khấu. Chúng tôi hiểu ý với nhau đến mức có lần không được tặng mà đưa sân khấu yêu thương. Bốc cháy bên nhau, những người yêu đương ngọt ngào. Now, now, besame, be, 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 besame. Zen là người thầy tuyệt vời nhất mà Leo từng biết, cả trong âm nhạc. Em như mẹ con của anh vậy, để cho anh ở và anh vui vẻ mỗi ngày. Nhìn em anh tưởng tượng được nhiều thứ cho hay. Em thích chơi đùa với ông cơ thể để anh xoay. Anh chỉ cần muốn chút sức thôi là em đúng rồi rồi. Mà kệ em đứng hay ngồi, mẹ là em thích thôi. Thử nhìn như thế em sao chịu nói để anh ngồi ngồi ở rồi chậm chậm cho em biết ngay. Chắc chắn chúng tôi sẽ cùng nhau làm ra nhiều điều tuyệt vời hơn nữa.